Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 25 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho lực lượng công an tỉnh trong thời gian tới tại hội nghị giao ban công tác tháng 5. Cần xử lý dứt điểm bãi tập kết cát trái phép ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên. Bác sĩ Đức Trúc, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên giỏi chuyên môn, tích cực làm việc thiện, phong trào ông bà cha mẹ mua mực con trung hiếu cháu tàu hiền lan tỏa rộng ở huyện yên mỹ phong trào nuôi lợn đất giúp bạn khó ở trường học xã dị sử huyện mỹ hào công an huyện mỹ hào truy bắt nhanh đối tượng giết người sau 2 giờ gây án và bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn ngày 23 tháng 5 công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban tình hình kết quả công tác công an tháng 5 năm 2018 dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn phóng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí đại tá Đỗ Đình Hào, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh. Trong tháng, lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung điều tra làm rõ 69 vụ vi phạm về trật tự xã hội, bắt 91 đối tượng thu hồi tài sản gần 90 triệu đồng, điều tra làm rõ hai vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện Tiên Nữ và Mỹ Hào, cùng phối hợp với các cơ quan triển khai biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề và các khu công nghiệp, hoạt động khai thác cát trái phép, hoạt động tín dụng đen ở một số địa phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí nguyễn văn phóng yêu cầu công an các đơn vị địa phương thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội chủ động và nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ trên địa bàn đặc biệt là tại làng nghề minh khai huyện văn lâm xây dựng kế hoạch xử lý rứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề và các khu công nghiệp hoạt động khai thác cát trái phép trên các tuyến sông và đảm bảo tốt tình hình an ninh nông thôn. Ngày 23 tháng 5, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Quốc Toàn, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trưởng Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì về giám sát tình hình quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường và công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề, các cơ sở sản xuất công nghiệp, rời lẻ tại huyện Yên Mỹ phát biểu kết luận buổi giám sát đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu huyện yên mỹ tập trung thực hiện các giải pháp phù hợp hiệu quả trong thu gom xử lý rác thải phân loại rác thải tại nguồn tại điểm tập kết sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đúng mục đích hiệu quả tăng cường giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khẩn trương triển khai xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề ra khỏi khu dân cư bảo đảm đồng bộ về hạ tầng sản xuất và xử lý chất thải đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại công ty cổ phần tập đoàn Minh Tâm, công ty trách nhiệm hữu hạn AOCC Việt Nam, cụm công nghiệp làng nghề Yên Mỹ. Sáng nay, Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội thi cán bộ hội cơ sở giỏi tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội. Đến dự hội thi, có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy. Phát biểu tại hội thi, đồng chí Đoàn Văn Hòa nhấn mạnh, hội thi là một trong những hoạt động cụ thể hóa phong trào thi đua dân vận khéo trong lực lượng cựu chiến binh, truyền tải qua hình thức sân khấu hóa, góp phần tuyên truyền sâu rộng về vai trò của cựu chiến binh trong tham gia phòng chống tội phạm các tai tệ nạn. Đồng thời đây cũng là những hạt nhân tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân cư, nhất là ở khu vực nông thôn. Trải qua 3 phần thi là chào hỏi, trả lời câu hỏi do ban tổ chức hội thi đưa ra và thi tiểu phẩm. Giải nhất hội thi được trao cho thí sinh Trần Văn Ngự đến từ Hội cựu chiến binh huyện Ân Thi. Các thí sinh đến từ Hội cựu chiến binh huyện Tiên Lữ và thành phố Hương Yên đồng giải nhì. Hội đồng dân huyện Khoai Châu vừa tổ chức đại hội đại biểu khóa 11, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về dự đại hội. Tham dự đại hội có 195 đại biểu đại diện cho hơn 31.000 hội viên nông dân trong huyện. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội bám sát nhiệm vụ thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Nhiệm kỳ tới, hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng hội vững mạnh toàn diện, phát động các phong trào thi đua đi vào cụ thể, tránh hình thức, cải thiện đời sống hội viên nông dân. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội dành một ngày rưỡi để thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018. Đánh giá tăng trưởng kinh tế đại biểu cũng thống nhất với nhận định của báo cáo chính phủ tăng trưởng đang giảm dần sự lệ thuộc vào khai thác dầu thô, Tuy nhiên nếu khai thác dầu thô năm 2017 không vượt kế hoạch đầu năm thêm 1,29 triệu tấn thì không đạt mục tiêu tăng trưởng. Như vậy tăng trưởng vượt mục tiêu nhưng tăng trưởng từ sản xuất kinh doanh không đạt kỳ vọng, phải bù đắp từ khai thác thêm dầu. Đây là khoảng lặng trong tăng trưởng năm 2017 cần nhìn nhận lại Phát biểu một số vấn đề góp phần cùng chính phủ xây dựng các giải pháp điều hành cho năm 2018 và những năm tiếp theo, một số đại biểu cho rằng chính phủ cần có các biện pháp quyết liệt hơn trong vấn đề hạn chế đầu tư công trong nông nghiệp, sửa đổi mức hạn điền, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất để phát triển các vùng chuyên canh lớn trong nông nghiệp đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, tái cơ cấu nông nghiệp, qua thảo luận các đại biểu quốc hội cũng có chung nhiều băn khoăn lo lắng về các vấn đề xã hội như chính sách tiền lương còn nhiều bất cập đặc biệt thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực trong lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế trong đó tình trạng bạo lực côn đồ xảy ra đối với y bác sĩ còn phổ biến thuốc chữa bệnh giả thuốc kém chất lượng diễn biến phức tạp gây tâm lý hoang mang trong dư luận nhân dân Ngày 24 tháng 5, huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị biểu dương ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền giai đoạn 2014-2018. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện có trên 5.700 lượt gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Quát ở xã Lương Tài, ông Nguyễn Đình Chuyên ở xã Trưng Trắc. Tại hội nghị có 22 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc được các cấp khen thưởng. Thành phố Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị biểu dương gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền giai đoạn 2014-2018. Dự hội nghị biểu dương có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Từ năm 2014 đến nay, thành phố đã có 1.346 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền cấp tỉnh điển hình như gia đình ông Vũ Ngọc Bảo, ông Vũ Tiến Kỳ ở phường An Tảo, ông Nguyễn Đức Dũng, phường Quang Trung. Tại hội nghị, 38 gia đình tiêu biểu được các cấp khen thưởng. Nhờ sự tích cực tuyên truyền của cán bộ ban công tác mặt trận thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, người dân trên địa bàn đã tích cực hiến đất làm đường, đóng góp không nhỏ trong việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, kể từ khi phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động, cán bộ công tác mặt trận thôn đã tích cực đi vận động bà con nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện và đạt kết quả tích cực. Gần 100 hộ hiến 5.000 mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn. Năm 2016, hòa chung kết quả của xã, thôn đã hoàn thành 19 tiêu chí và về đích nông thôn mới. Đến nay, gần 100% tuyến đường làng ngõ xóm được bê tông, bà con thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất. Vì chung, thế mình người già phải gương mẫu thì sâu xoan em mới thân được rồi đó là tôi là trung phong đầu tiên cán bộ đến với mà bác cứ yên tâm không có gì khó khăn cả bảo pha pha tôi không ấy đền bù không cần thiết thưa quý vị và các bạn ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào thời chiến cũng như thời bình gia đình không chỉ là nền tảng môi trường nuôi dưỡng con người mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức được ý nghĩa đó từ nhiều năm nay, phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền ở Yên Mỹ luôn được các cấp mặt trận quan tâm và đến nay phong trào có sức lan tỏa rộng rãi trên khắp địa bàn huyện. Gia đình ông Đặng Văn Bẩm, xã Đồng Than được người dân trong thôn biết đến là gia đình bốn thế hệ, ăn chung mâm, sống chung nhà. Với nếp sống văn hóa, ông bà bố mẹ gương mẫu và dạy bảo con cháu đều hay lẽ phải biết kính trên nhường dưới, gia đình luôn sống hòa thuận. từ nhiều năm nay, gia đình ông được biết đến là gia đình tiêu biểu của xã, của huyện trong phát huy truyền thống văn hóa Việt. bản thân ông bà bố mẹ phải là gương mẫu đi trước, nói trước và làm trước. thế cái thứ hai là những cái gì thường xuyên phát hiện sai lầm thiếu sót trong ứng xử trong học hành trong thời gian của con của cháu thì tham gia đến nơi đến chốn. chúng tôi là học trước tiên là học cái cách sống của ông bà. Thế xong đó là cũng là là, là là làm cái gương tốt để cho con cái nó, nó các cháu noi theo. Ngay khi được xã phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Nguyễn Văn Hiệu cùng các con ở xã Minh Châu đã đi đầu trong việc đóng góp ủng hộ xây dựng. Chỉ tính riêng ủng hộ xây dựng đường giao thông nông thôn và tu sửa lại cổng đình chùa, gia đình ông ủng hộ trên 50 triệu đồng. Các ban ngành huy động phong trào thì đều là gia đình nhà tôi là thực hiện cũng là đi đầu tất cả các việc. Phong trào không chỉ dừng lại ở đó mà còn được thể hiện ở sự tích cực phát triển kinh tế của các gia đình tại địa phương. Nhiều gia đình với quy mô trang trại phát triển công nghiệp, thương nghiệp với thu nhập hàng tỷ đồng như gia đình ông Lê Thanh Xuân, Lê Văn Hùng, Đỗ Xuân Hoa. Việc bình xét danh hiệu ông bà cha mẹ bỗ mực con trung hiếu cháu tàu Hiền luôn được các cấp mặt trận quan tâm. Năm 2017, toàn huyện Yên Mỹ có gần 900 gia đình đạt danh hiệu, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Cán bộ mặt trận trước hết là phải làm tốt cái công tác tuyên truyền để đến khu dân cư, đến từng hộ gia đình, nhân rộng các cái mô hình tiêu biểu để các cái gia đình khác học tập. Và cái thứ ba nữa là trong cái đánh giá bình xét thì phải làm tốt các cái bước, các cái quy trình và đánh giá cho nó thực chất. Sáng nay, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thảo rèn luyện kỹ năng làm báo trong thời đại công nghiệp 4.0. Dự hội thảo có đại diện Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo của gần 30 hội nhà báo, cơ quan báo chí các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc. Hội thảo diễn ra trong không khí cởi mở, đã có 14 tham luận của các lãnh đạo hội nhà báo, cơ quan báo đài tập trung trao đổi chia sẻ về các vấn đề như những thuận lợi, thách thức của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với sự phát triển của các cơ quan báo đài nói chung và nhà báo nói riêng nhà báo phải rèn luyện đạo đức như thế nào trong thời đại công nghệ 4.0. Một số ý kiến cho rằng một nhà báo giỏi trong thời đại công nghệ 4.0 không chỉ là người yêu nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, làm báo đúng luật là phải hội tụ làm tốt tất cả các kỹ năng làm báo. Đó là kỹ năng viết, chụp ảnh, quay phim, kỹ năng làm đồ họa, kỹ năng lập trình sản xuất chương trình, tác phẩm báo chí. Nhiều ý kiến cũng khẳng định trong những yêu cầu của người làm báo thời đại công nghệ có một yêu cầu mà không thể đánh giá là 4.0 hay 5.0 đó là đạo đức, thái độ trách nhiệm của nhà báo đối với công chúng, đối với sự thật, nguồn thông tin đây cũng chính là giá trị đạo đức cơ bản đòi hỏi nhà báo phải rèn luyện trao dồi trong suốt quá trình làm nghề báo bởi công nghệ dù phát triển hiện đại cũng chỉ là công cụ hỗ trợ con người theo những lập trình định sẵn không thể thay thế được nhà báo các sản phẩm báo chí luôn xuất phát từ tâm của người làm báo và được gửi gắm vào đó những sự thật sự công bằng và hơi thở cuộc sống với sức ép cạnh tranh gay gắt của mạng xã hội và những mặt trái của kinh tế thị trường hiện nay, lại càng đòi hỏi người làm báo phải làm gì để giữ gìn phẩm chất, không chạy theo thị hiếu tầm thường, vụ lợi cá nhân, coi nhẹ trách nhiệm xã hội. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, bãi tập kết cát trái phép nằm trên địa bàn xã Hùng Cường và một phần diện tích thuộc xã Phú Cường Thành phố Hương Yên đã tồn tại nhiều ngày nay vẫn chưa được giải quyết xuất điểm khiến nhân dân hết sức bất bình. Theo phản ánh của nhân dân, bãi cát trên nằm giáp sông Hồng tồn tại từ nhiều ngày nay có nguy cơ gây sạt lở đê kè. Tìm hiểu sự việc trên, lãnh đạo xã Hồng Cường cho biết, xã cho thuê với diện tích trên 10.000 m2 để trồng cây hàng năm, song chủ hộ đã không thực hiện theo hợp đồng mà biến trên 6.000 m2 đất thành điểm tập kết cát trái phép. Thực hiện kế hoạch 90A của Ủy ban nhân dân tỉnh, xã đã tiến hành giải tỏa và thực hiện thanh lý chấm dứt hợp đồng thuê đất vào ngày 30 tháng 12 năm 2017. Song sau đó chủ hộ cố tình vi phạm. Xã đã tiến hành lập biên bản xử lý hành chính và gửi thông báo hai lần tới chủ bãi cắt trên. Tuy nhiên chủ hộ có đơn đề nghị đến ngày 30 tháng năm tới sẽ trả lại mặt bằng Hiện tại xã đã báo cáo sự việc lên Ủy ban nhân dân thành phố và sẽ thực hiện cưỡng chế giải tỏa sau ngày 30 tháng 5 tới nếu chủ hộ cố tình vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Khoai Châu, Công an huyện Tiên Lữ triệt phá thành công đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao dưới hình thức cá độ bóng đá lô đề ở 10 tụ điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh. Tại 10 tụ điểm mà các đối tượng tổ chức đánh bạc ở thành phố Hưng Yên, huyện Khói Châu, huyện Tiên Lữ, lực lượng công an đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ gần 400 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 15 điện thoại di động, 3 bộ máy vi tính, 2 laptop, 1 máy đếm tiền, 5 kiếm các loại, hơn 1.000 trang tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá. Đối tượng cầm đầu là Lê Quang Vinh, sinh năm 1987, trú tại phòng 214, khu trung cư Tân Sáng, thành phố Hưng Yên. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng internet để đánh lô đề, cá độ bóng đá các giải trong nước và quốc tế với số tiền giao dịch trên 120 tỷ đồng. Hàng ngày đối tượng Vinh sử dụng nhiều điện thoại, máy vi tính để nhận số lô số đề và tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. Cùng phạm tội với Vinh, có 3 đối tượng thu tiền thanh toán từ các chân rết trên toàn tỉnh. Trước đó, công an tỉnh Hưng Yên cũng triệt phá tụ điểm đánh bạc qua mạng ở huyện Văn Lâm, thu giữ số tiền gần 450 triệu đồng. Các vụ việc đang được công an tỉnh tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án. Tối ngày 22 tháng 5, tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã dùng dao đâm liên tiếp vào các nạn nhân, khiến 3 thanh niên, người dân tộc tại tỉnh Sơn La bị thương vong, trong đó có một người bị tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân của vụ án là Cà Văn Tim, sinh năm 1994, Quảng Văn Trung, sinh năm 1992 và Quảng Văn Dũng, sinh năm 1994, cùng ở Trường Lao, tỉnh Sơn La. Trong đó, nạn nhân tên Dũng bị tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, quá trình xác minh, Công an huyện Bình Hào đã có đủ căn cứ xác định Lò Văn Kim ở Mường La, Sơn La là thủ phạm vụ án. Ngay trong đêm, đơn vị đã triển khai phương án phân công một tổ công tác tiến hành trinh sát khu nhà trọ của đối tượng và kịp thời truy bắt khi đối tượng chưa kịp tẩu thoát. Tại cơ quan công an, đối tượng Lò Văn Kim đã thú nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận toàn bộ diễn biến của vụ án. Được biết, Kim là đối tượng đã một lần đi trung tâm cai nghiện bắt buộc mới về Hương Yên được 4 ngày để tìm việc làm. Nguyên nhân xảy ra án mạng là do trước đó mọi người có tổ chức ăn uống và uống rượu say. Đối tượng Kim đã xảy ra xô sát với các thanh niên cùng quê. Sẵn có hơi men và dao trong người đối tượng Kim đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào các nạn nhân khiến một người tử vong sau khi đưa đi cấp cứu và hai người bị thương. Thưa quý vị và các bạn, không những được đồng nghiệp quý mến, bệnh nhân tin tưởng, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Trúc, phó trưởng khoa Nội nhi Đông y, Trung tâm Y tế thành phố Hương Yên còn là một trong những cá nhân tích cực tham gia vào công tác từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tốt nghiệp Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2007, bác sĩ Trúc về công tác tại khoa Y học cổ truyền, bệnh viện Đa khoa tỉnh. Năm 2015, bác sĩ Trúc xin về công tác tại Trung tâm Y tế thành phố. Chuyên môn vững, cộng với sự ân cần, nhiệt tình của mình nên bác sĩ Trúc được đông đảo bệnh nhân yêu mến, tin tưởng. Cá nhân bác sĩ Trúc không những trực tiếp tham gia từ thiện mà còn nhiệt tình vận động bạn bè, đồng nghiệp tham gia vào công tác này. Mới đây, bác sĩ Trúc đã kết hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm đối tượng là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, với mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng. Trên 40 triệu đồng là số tiền mà bác sĩ Trúc ủng hộ và kêu gọi ủng hộ qua các lần đi từ thiện trong hai năm qua. Ngày 24 tháng 5, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành phối hợp với cửa hàng Honda Vân Côi tổ chức chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Tham gia chương trình thầy trò trường trò cơ sở Nguyễn Tất Thành được hướng dẫn viên lái xe an toàn của cửa hàng Honda Vân Côi giải đáp nhiều kiến thức bổ ích như cách ngồi sau xe máy xe đạp an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, thực hành đi xe đạp an toàn trên mô hình. Chương trình được tổ chức nhằm giáo dục các em học sinh chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông, đồng thời trang bị cho các em cách tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm có thể gặp phải trong quá trình tham gia giao thông, tạo nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệu quả hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Xã Minh Hải còn 30 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp chưa giải tỏa. Mất an toàn giao thông trên quốc lộ 5 do mất hàng rào giải phân cách cứng. Kính mời quý vị và các bạn chú ý xem.